Ai thèm ngọt đấy, có thần ngọt đây. Wow, thần ngọt. Lánh mà, sao bay ngoài đời thật, tôi cứ thì sợ sợ thế nào á. Hả? Thế, chúng mình bay cao hơn cả chim rồi kìa. Nhưng mà tôi thích, thì tớ cũng thích. Và đây là tác phẩm Min Min TV. Wow. Được xem bằng máy Akiko. Bao giờ chưa? Hôm nay là lần đầu tiên mình được bay đấy. Ui, con chim khổng lồ. À không, là cái máy bay. Ui, chạy thôi. À, ui, đang bay trên trời, tự dưng rơi xuống đâu thế này? Ua, là một bể bơi bánh ngồi Akiko. Ui, thích quá. Đây là bánh Akiko nhân sữa dừa, nhân cà phê mocha, nhân sữa. Còn đây là nhân cút tắc, nhân sầu riêng và nhân phô mai. Mình đúng là may mắn thật, thèm quá, ăn luôn. Ăn gì cà phê mocha trước. Wow, ngọt quá. Thơm lừng mùi cà phê luôn. Mình sẽ ăn tiếp nhân sữa và nhân sữa dừa. Wow, cả nhân sữa và nhân sữa dừa đều rất ngon luôn. Ngon quá, ngon quá. Hả, anh đang ăn gì thế nhỉ? Cứ ngọt ngọt rồi lại ngon quá mãi. Ngon quá. Hai. Ui, gì đấy? Sao cậu lại ăn giấy thế? Tớ đang ăn bánh Akiko mà. Yêu ơi, thì ra chỉ là mình nằm mơ thôi à. Cậu đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Ơ, mà sao hôm nay cậu lại mang quả ra đây học thế? Học ngoài này cho nó mát, nó thông cái đầu thì mới vào được. Mát quá nên cậu ngủ quên rồi đúng không? Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi. Cậu thì khác tớ chắc. Ừ thì cũng giống nhau, vậy thì mới chơi được với nhau chứ. Nè nè, cho tớ ngồi nữa. Tại cậu đấy, tớ đang ăn rõ ngon, tự dưng gọi tớ dậy làm tớ vẫn còn thèm đây này. Cậu sướng thật, tớ thì chẳng bao giờ ngủ mơ được ăn bánh cả. Giá như bây giờ có thật nhiều bánh Akiko để ăn thì tớ biết mấy. Tớ cũng thèm đây này, ăn trong mơ chứ không phải ngoài đời thật đâu. Thèm ngọt quá, thèm ngọt quá, thèm ngọt quá. Ai thèm ngọt đấy, có thần ngọt đây. Wow, thần ngọt. Ô, này gì đi, đang trở thành mơ vậy, sao lại có thần tiên giữa ban ngày thế này? Cậu chuẩn đánh tớ xem mà trở thành mơ đấy. Được, để tớ. Yeah. Hai. Ui, đánh gì mà đánh mạnh thế? Đánh thế nó mới chắc. Mà này, cậu có đau không? Tất nhiên là đau rồi. Nếu đau tức là thật rồi. Là thật tức là có ông thần ngọt thật. Này hai đứa, thì có thích ăn bánh nữa không? Không thích, để ông đi chỗ khác. Có, chắc thích. Wow, đúng là thần ngọt có khác. Có bao nhiêu bánh Akiko luôn này. Có đủ cả 6 vị luôn. Vị sầu riêng, vị phô mai, vị cút tát này. Bên này của tớ là vị sữa, vị cà phê mocha và vị sữa dừa. Ui, này, làm gì đấy? Tại con thèm quá rồi, con đang định xin một cái để ăn. Nhìn thấy bánh Akiko thì ai chả thèm. Nhưng mà bây giờ hai đứa phải làm một thử thách với ông. Nếu thắng thì ông mới cho. À, ông cho bọn con bay trên trời nữa nhá. Còn vừa mới nằm mơ được bay xong. Ok, thích bay thì bay luôn. Giờ hai đứa hãy nắm tay ông thật chặt nào. Rồi ạ. Và đi thôi. Lánh mà, sao bay ngoài đời thật, tôi cứ thì sợ sợ thế nào á. Hả? Thế, chúng mình bay cao hơn cả chim rồi kìa. Nhưng mà tớ thích, thì tớ cũng thích. Vậy, sắp đến nơi rồi, hai đứa đã vậy đã chưa? Rồi ạ. Lắm chắc vào, chuẩn bị hạ cánh nha. Vâng ạ. Đến nơi rồi. Wow, đây là đâu vậy ạ? Đây là nhà của ông. Wow, Khánh Linh ơi, đây là nơi đã xuất hiện trong giấc mơ của tớ đấy. Thật là kỳ diệu. Thật á, còn tớ, đây là lần đầu tiên tớ được bay như chim luôn. Wow, thích quá. Mà là bay thật, chứ không phải là mơ. Như vậy, một lần giấc mơ của tớ đã trở thành hiện thực rồi. Chỉ cần ăn bánh Akiko nữa rồi là giống y như trong giấc mơ luôn. Yeah. Hai đứa nhìn này. Wow, là bánh Akiko. Wow, nhiều bánh thích quá.
Giờ ông cho mỗi đứa ăn trước một chiếc đấy. Thật ạ? Cháu sẽ ăn cái này nhân sữa dừa mà cháu thích nhất. Yeah. Wow. Lớp bên ngoài giòn giòn, bên trong là nhân sữa dừa, thơm quá thì mất. Còn cháu sẽ ăn vị cà phê mocha, vị này cháu chưa ăn bao giờ cả. Mùi cà phê mocha ngon quá. Hết mất rồi. Này này, ông chỉ cho ăn trước một cái thôi, bây giờ phải làm thử thách đã. Vâng ạ. Mặc dù rất thèm, nhưng sau khi ăn một cái bánh, cháu đã sẵn sàng làm thử thách rồi ạ. Cháu cũng sẵn sàng rồi, nhưng thử thách là gì vậy thật ngon? Thử thách của ta có tên là xếp hình bằng bánh Akiko. Wow, hay quá. Cách chơi như thế nào vậy ạ? Các cháu hãy sử dụng bánh Akiko để xếp thành chữ gì đó có ý nghĩa. Sau đó ông sẽ chấm điểm. Nếu đẹp, ông thưởng hết cho bánh này cho mang về mà ăn. Ông đúng là tài thật đấy. Trò khó như thế mà cũng nghĩ ra. Nhưng mà cháu thích. Nói về sự sáng tạo và khéo léo, cháu mà nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1 đâu. Hai cái đứa này tự tin thế nhở? Vậy thì không để các bạn phải đợi lâu nữa, hai đứa mau trổ tài đi. Vâng ạ. Hai đứa chỉ có 30 phút để trổ tài thôi. Cuộc thi xếp chữ cùng bánh Akiko bắt đầu. Hai người, bây giờ chúng mình phải bóc bánh ra cho đã nhá. Ok. Thánh Minh ơi, trước khi bóc bánh, chúng mình phải đi rửa tay xà phòng thật sạch đã. Đúng thế, đi thôi. Và đeo găng tay để đảm bảo vệ sinh nhá. Khay này, chúng mình sẽ để bánh vị cà phê mocha, vị sữa và vị sữa dừa. Bóc thôi. Ui, vị sữa thơm quá. Ăn một cái chắc không sao đâu. Ngon quá. Ăn thêm hai cái nữa chắc là cũng không sao đâu. Này, cậu ăn thế thì làm gì có bánh để làm luôn. Tại bánh ngon quá, tớ thèm. Vậy thì tớ cũng ăn. Vị cà phê mocha. Ngon quá. Ăn thêm cái nữa. Này, ăn hết rồi, tớ còn lấy bánh để làm chứ. Ừ nhở, tớ quên mất, anh nhanh lên để còn làm nhá. Ok. Tiếp theo, chúng mình sẽ bóc tiếp nhân sữa dừa. Xong một khay rồi này. Yeah. Còn khay này chúng mình sẽ để nhân phô mai, nhân sầu riêng và nhân cút đắt. Này Thùy Linh. Wow, vị sầu riêng thơm quá, tớ ăn thử một cái đây. Còn tớ sẽ ăn thử vị phô mai. Ngon quá. Vị phô mai ngon quá. Yeah. Chúng mình đã bóc xong bánh rồi này, giờ hãy cùng chúng mình đi xếp chữ nha. Này hai, chúng mình sẽ sử dụng bánh Akiko để xếp thành chữ Min Min TV. Đúng rồi, sau đó chúng mình sẽ sử dụng kem phủ lên trên và trang trí bằng hoa quả và kẹo nữa. Yeah. Các bạn ơi, giờ chúng mình sẽ xếp bánh lên cái bàn siêu to khổng lồ này nha. Nó đã được phủ giấy nến rồi này. Giờ chúng mình sẽ xếp chữ M trước. Lớp đầu tiên chúng mình sẽ xếp bằng vị cà phê mocha. Giờ chúng mình sẽ phủ kem lên nhá. Sau khi phủ kem lên, chúng mình sẽ xếp tiếp lớp bánh thứ hai. Này Khánh Linh, tớ rất thích ăn bánh vị sữa. Hè lớp thứ hai, chúng mình xếp vị sữa đi. Ok. Chúng mình sẽ xếp vị sữa nha. Ngon chưa này. Tiếp theo lại phủ một lớp kem nữa. Lớp thứ ba, mình lại phủ vị cà phê mocha mà mình thích nhá. Mờ chưa? Nhưng mà chưa xong đâu. Khi nào chúng mình xếp xong, chúng mình sẽ phủ thêm một lớp kem và trang trí bằng kẹo và hoa quả, chắc chắn sẽ đẹp lắm đấy. Yeah. Thế Minh ơi, giờ chúng mình làm tiếp chữ Y đi. Tớ cũng sẽ chọn vị cà phê mocha là lớp bánh đầu tiên. Ok. Lần này để tớ phủ kem cho nhá. Ok. Ui. Ui, hai anh cũng biết làm kìa. Tất nhiên rồi. Lớp bánh thứ hai của chữ Y, chúng mình sẽ chọn vị sữa dừa.
tớ sẽ là người phủ kem. Còn lớp trên cùng cũng là vị cà phê mocha nha. Tất nhiên sẽ là vị cà phê mocha. Làm thử thách xếp bánh kẹo này, chúng mình cứ như là nghệ sĩ vậy, rất vui luôn. Vị sầu riêng. Xong rồi. À chưa, tạm thời xong rồi. Cuối cùng, chúng mình sẽ phủ lớp kem lên bề mặt tất cả các chữ và trang trí. Tiếp theo, chúng mình sẽ trang trí nhá. Đây là tất cả món đồ chúng mình dùng để trang trí này. Trang trí thôi nào. Chúng mình cứ xếp chữ Y cho mà xếp nhanh hơn nhá. Ok, bắt đầu xếp thôi. Xong rồi. Chữ Y. Chúng mình sẽ xếp thêm quả cherry vào cho đẹp nhá. Chúng mình có thể làm đẹp đến thế luôn. Quá thích quá. Giờ chúng mình gọi thần ngọt ra để chấm điểm nhá. Thần ngọt ơi, thần ngọt ơi. Hôm nay xong chưa? Rồi ạ. À. Trời ơi. Sao thế ạ? Tại sao hai đứa lại làm đẹp như thế này? Ông là chúng cháu xạo quá. Chúng cháu cứ tưởng ông sẽ chê. Đẹp như thế này thì làm sao mà chê được. Giờ hai đứa mau giới thiệu chi tiết tác phẩm của mình đi. Vâng ạ. Chúng cháu đã sử dụng máy Agrico để xếp lên chiếc Min Min TV. Mỗi chiếc cái chúng cháu xếp bằng 3 lớp bánh. Như vậy sẽ nổi bật hơn đấy ông ạ. Ở giữa mỗi lớp bánh Agrico chúng cháu sẽ phủ một lớp kem. Ở trên cùng của mỗi chiếc cái chúng cháu trang trí thêm quả và kẹo để trông đẹp mắt hơn đấy ông ạ. Thật sự là quá đẹp luôn. Ta là thần ngọt mà ta nhìn thấy ta đã thèm quá rồi đây này. Nhìn vừa đẹp mắt lại còn ngon nữa. Thật không ngờ hai đứa lại sáng tạo đến như vậy. Wow. Minh Ngọt, từ nãy đến giờ thần Ngọt toàn khen thôi. Vậy là chúng mình thành công rồi. Yeah. Như vậy là hai đứa đã hoàn thành xuất sắc thử thách của ông. Ông thưởng bánh cho hai đứa này. Wow. Đâu? Đâu ạ? Wow, trên tay cháu có bao nhiêu là bánh này? Cháu cũng có này, quá thích quá. Cháu cảm ơn thần Ngọt. Cảm ơn thần Ngọt. Hai cháu xứng đáng nhận được phần thưởng này mà. Hai cháu mau ăn đi nhá. Vâng ạ. Nhiều bánh như thế này, chúng mình tha hồ mà ăn. Đã cơn thèm ngọt luôn. Đúng thế. Yeah. Hôm nay tôi thấy vui quá. Chúng mình vừa được bay trên trời, vừa được sáng tạo cùng Akiko, vừa có bánh mang về nữa. Thích quá. Tớ nhịn từ nãy rồi, tớ thèm quá. Bây giờ tớ sẽ ăn hết cả ba vị này luôn. Tớ cũng thế. Từ nãy đến giờ, mình toàn ăn vị cà phê mocha thôi. Bây giờ mình sẽ ăn thử vị sữa dừa. Vị sữa dừa cũng rất ngon luôn. Thảo nào tới đến giờ hai anh cứ thích mày. Wow, ngủ phát là biết luôn là vị sầu riêng rồi. Thơm lừng mùi sầu riêng luôn. Còn đây là vị phô mai. Cả hai vị đều rất ngon. Tiếp theo mình sẽ ăn vị sữa.
ơi, cho tớ thử một cái vị cà phê mocha đi. Ok, đây của cậu đây, tớ xin. Ngon quá. Vị cà phê mocha cũng ngon. Hai đứa đã muốn về nhà chưa? Rồi ạ. Chuẩn bị nha. Thấy Linh ơi, mẫu ôm bánh băng người đi. Hai đứa mong chào các bạn đi đã nào. Ừ đúng rồi. Các bạn ơi, hãy cùng ăn bánh Akiko để thỏa mãn cơn thèm ngọt của chúng mình nhé. Rất ngon luôn, lại còn có nhiều vị cho chúng mình tha hồ lựa chọn nữa. Đặc biệt, chúng mình có thể thoải mái sáng tạo cùng với bánh, vui cực luôn. Chào tạm biệt các bạn. Bye thôi.